Phần thi tiểu phẩm của đơn vị Lộc Ninh xin được phép bắt đầu. Họ dữ vậy cô? À, mình bắt đầu cô ha. Rồi, họ tên. Tên Thạch Thạch Thị Thị. Rồi cô. Không, lớn nhỏ thì Thạch Thị lớn. Không, bự. Thạch Thị bự. Không phải, Thạch Thị đẹp. Trời, một tờ. Thạch Thị đẹp. Sinh ngày nhiêu hả cô? Ngày sinh tôi tuổi con. Cô là ngày tháng năm sinh chứ ai đâu hỏi tuổi con gì mà ngồi đếm một dọc vậy? Thôi làm lại ha. Lại nha. Ngày sinh 22 2020. Thôi. Mệt cô quá. Nãy giờ là cô nhờ con hỗ trợ ghi dùm cho cô thông tin mà cô cứ khai cứ sai lên sai xuống cứ cà bập nè. Giấy nè, tự ghi đi. Sao nữa? Tai nè. Tai sao? Cán bộ nhìn đi. Bị đau dữ lắm. Đau dữ lắm. Làm lại nha. Dạ đúng rồi chú nhập vô mục này à. Tiện quá ha con. Từ hồi mà có cái cổng dịch vụ công này nè, chú thấy làm hồ sơ tiện ghê luôn. Mà chú cũng có cái điện thoại xịn mà khổ quá, nó hư 3-4 ngày nay rồi, bây giờ chú mới xài cái điện thoại cùi bắp. Bây giờ nè, có gì con, cái gì chú giúp cho con, giúp cho chú nha. Dạ không sao đâu chú ơi, ở đây có trang bị các máy tính để hỗ trợ cho người dân nào không có thiết bị có thể làm các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công Bình Phước của mình. Chú cứ tự nhiên đi ạ. Chú đáo quá, mà chú còn biết được sơ sơ mà thôi, cho chú nhờ con ở đây. Có gì chú không biết thì chú hỏi. Dạ bây giờ chú tiếp tục nhập đi ạ. Rồi, cô đọc lại giùm con. Thạch Thị đẹp. Thạch Thị đẹp, sinh ngày 20/23. Rồi. 20/2. 30/2, 1970. 30/2. Cái gì vậy ngoại? Tháng 2 người ta có 28 hoặc là 29 ngày, ngoài đẻ đâu tới ngày thứ 30. Không, tôi sinh nhưng mà không có 30. Tôi sinh tháng 2. Ê bà. Cái gì? Bà bị bệnh đúng không? Bệnh gì? Cái bệnh mà rối loạn ngôn ngữ đang hết cho tót mỏng rai nè. Ủa, tôi với ông có quen biết không á? Thì không. Mà thấy bà chị bệnh á, tôi thương chị quá. Cái này là con tót một ngày quá 80 phút đúng không? Trời. Thì kệ bà, tôi nói gì đâu, tụi nó bưng quơ vậy à. Kệ đi. Con thấy đó, người kỳ cục. Thời buổi á, người ta lên tới trở, lên tới cung trăng rồi mà bà còn bắt cán bộ ghi giấy làm hồ sơ trực tiếp. Người đâu kỳ cục. Nè, cái tai gà kia. Tôi á, là tôi đang làm hồ sơ trực tuyến đây nè. Cái tay tôi đâu không thấy ha. Tôi đang nhờ cán bộ bên kia kìa, ghi hồ sơ thông tin để nhập lên cái trang web kia kìa. Da rau tóc tôi đầy đủ. Cảm ơn chị. Bà làm gì bà làm đi. Bà làm gì bà làm đi. Làm đi. Kệ đi. Sao nữa? Cháu nhìn đi. Đang nhìn. Cái chân, cái đầu đau. Có thấy gì đâu. Cái mỏ đau. Cái này càng sai à. Cái tay. Cái tay tôi đau. Tay
đề nghị cô anh nói cho nó tử tế. Nãy giờ cháu con đang hỗ trợ cô ghi, mà cô cứ đọc cứ cà bập vậy làm sao mà ghi? Cô coi tác phẩm của cô cả ram giấy của người ta chứ bộ ít hen. Cán bộ gì mà nói chuyện kỳ cục, dân giờ có chút xíu à, mà cũng mà khó chịu. Cán bộ gì không có tâm gì với dân hết trơn à, không có làm nữa. Chắc cô ít kỳ cục à, không làm nữa thì thôi. Ủa, chú đem đi làm hồ sơ hả? Ờ, làm hồ sơ từ sáng giờ không xong này đang bực bội nè. Thế nào vô mày làm khó làm dễ cho bà coi. Ơ, hey, hello bà chết. Khỏe không? Khỏe. Hồ sơ kinh doanh phải không? Không có ai hiểu chị bọn em hết trơn á. Chị nói nghe, chị nộp hồ sơ, bạn đi du lịch quá. Mà tao nói đi du lịch ngồi trên máy bay không à, không có bạn mừng gì hết. U là trời, trần đời tôi nói xế sướng nhất là bà chế không ai trơn. Ăn rồi du lịch miết vậy hả? Em coi hồ sơ của chị rồi, cái này làm lẹ lắm. Bây giờ vậy, chị đáo đi đó, đi đâu vòng uống cà phê đi. Rồi cái quẩn quẩn cái quay lại lấy. À, có gì giúp chị nha, okay, chiều chị ghé lấy nha. Ok bà chị. Chị cảm ơn em nha. Trời ơi, thương quá, chị về nha. Bà này là bà không có tuổi, bà đẹp hoài vậy đó. Chào cô ạ. Em về trước nhà Út ơi. Ủa, cán bộ. Sao cô? Sao cái bà năm kia bà vô thì hướng dẫn bà nhiệt tình, rồi hẹn hồ sơ này nọ. À, hay là phân biệt giàu nghèo. Thấy bà năm bà giàu quá, rồi hướng dẫn bà tận tình. Cô đừng có hiểu lầm, cô bình tĩnh. Thôi, à, hay là phân biệt, thấy tôi người đồng bào dân tộc rồi đối xử với tôi như vậy. Tôi nói là cô bình tĩnh. Tôi thấy cán bộ ở đây đối xử không có tông với dân. Cô nói như vậy sao được? Thôi, khỏi nói nữa, nói năng gì nữa. Tôi là tôi nghe không có lọt cái lỗ tai rồi. Bà năm hồ sơ thiếu mà vẫn nhận là thì vậy, trời đất ơi. Thôi, tôi biết rồi, khỏi làm nữa. Thì tùy cô không làm nữa thì thôi. Có cái gì em? Dạ anh ơi, chuyện nó làm thế này. Thôi, em đừng có giải thích nữa. Nãy giờ em thấy hết rồi. Và anh nói nghe nè, bao nhiêu lần họp cơ quan anh đã chỉ đạo rồi, cán bộ tiếp dân là phải nhã nhặn ân tình, em thấy không? Gần dân, tận tụy, kiên trì và thân thiện. Người dân á, như cô này chưa chắc đã tiếp cận được công nghệ thông tin. Lớn tuổi nói rằng khó khăn, tai là còn bị đau. Em phải nhiệt tình lên. Mặc dù á, có không khó khăn cách mấy thì chúng ta cũng phải hỗ trợ hết mình. Em biết không, đảng viên tự soi tự sửa đi em à. Biết cái lỗi của mình chưa? Dạ, báo cáo anh, em biết lỗi của em rồi. Biết cái sai rồi thì bây giờ em phải làm như thế nào em? Dạ, dù này khó lắm á anh. Cô cháu gì? Dữ. Cho con xin lỗi. Cái thái độ của con vừa nãy là nó không có đúng, nó không có chuẩn mực. Thôi, mình bỏ qua cho nhau, 9 bỏ là 10, cô ha. Chà, biết lỗi chưa? Thành tâm lắm. Thôi, được rồi, chân thành vậy thì tôi cũng bỏ qua đó. À, nói chứ cũng tại tôi, cái tính tôi già cả rồi. Nói trước bên sau à, làm em nó cũng bực mình. Chứ em nó cũng hướng dẫn tôi nhiệt tình. Thôi, đừng có la em nó tội nghiệp. À, hồi nãy giờ cô cháu có sự hiểu lầm đúng không? Ừ. Thôi, để anh em sẽ hướng dẫn cô cụ thể hơn như chú đây. Xin lỗi mọi người, tại tôi làm xong hồ sơ cho việc vô công, làm tôi bận quá, bận hơi lố. Xin lỗi mọi người, xong tôi bong sẽ lấy ra. Ít ai chê, không có chi. Ủa, mà ông vô sao tôi, mà ông xong trước tôi rồi hả? Chứ làm sao, làm cho việc vô công lẹ lắm. Thiệt không? Ai rảnh mà xạo bà, qua đây, tôi dẫn qua đây con. Đâu, tôi coi nha. Đây. Đâu. Đây, thấy chưa, thật bận, thấy chưa? Đây hả? Ủa sao? Cái tay hồi nãy bà than cái tay đâu mà bây giờ cái tay bà linh hoạt dữ vậy. Trời ơi, tay đau cái gì? Hồi nãy á, đi vô nghe nó làm hồ sơ trực tiếp trực coi gì đó, tôi nghe đau cái đầu mệt quá. Tôi giả bộ nó xạo cái tay nó đau để cho các bộ thương làm giùm chứ đau cái
hay ghê ha. Còn bị đặt lơ ra nơi khác, thực hiện các các thủ tục hành chính nhanh chóng vô công, nhanh gọn lẹ, có gì đâu mà bà phải xạo lên xạo xuống như vậy. Như vậy là không có tốt. Bây giờ bà đứng đây, bà không hiểu, để cán bộ giải thích cho bà nghe. À trời ơi, tôi biết trời mà. Cán bộ ơi. Dạ sao cô? Cán bộ hướng dẫn tôi làm hồ sơ trực tuyến đi. Rồi mốt tôi biết tôi tự làm. Rồi tôi về tôi hướng dẫn cho bà con quanh sóc tôi nữa. Dạ dạ, vậy bây giờ để tụi cháu hướng dẫn cho cô ạ. Cô cho con mượn cái điện thoại. Điện thoại tôi đây. Mở màn hình nha. Rồi cô muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến thì cô sẽ vào web và gõ là dịchvucong.binhphuoc.gov.vn. Cô sẽ được cấp một cái tài khoản ha, cô sẽ nhập họ tên rồi mật khẩu ha để cô sử dụng. Rồi cô đã có tài khoản rồi. Bước tiếp theo là cô sẽ vào đó và lựa chọn cái thủ tục mà mình cần thực hiện. Ví dụ cô ở Lộc Ninh, mình ở Lộc Ninh thì mình sẽ chọn Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh. Như cô thấy không, đó rất là nhiều sở ngành, các huyện thị thành phố. Cô click vào cái Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh thì nó sẽ có một cái danh mục và các cái bộ hồ sơ, các bộ thủ tục đất đai nè, rồi khai sinh nè, vân vân. À, ví dụ như là bây giờ là cô làm thủ tục về đất đai đi. Ha, cô sẽ kéo xuống, cô sẽ nhấp vào cái kính lúp này, cô thấy cái kính lúp không? À, cái tròn tròn đó, rồi nhấp vào cái kính lúp để cô tìm kiếm cái thủ tục mà cô cần làm. À, xong bước thứ hai. Dạ, ở bước tiếp theo thì cô sẽ bấm vào nút nộp hồ sơ và sau đó cô sẽ bấm vào nút tải biểu mẫu về. Cô in ra và cô điền các thông tin vào biểu mẫu, ký tên và sau đó chuyển đổi thành file PDF và đính kèm vào hồ sơ của mình. Và ngoài ra còn một số thủ tục đã được tích hợp ứng dụng eForm, cô có thể điền ngay trên điện màn hình điện thoại của mình đúng không ạ? À, cho tôi về nghe các bộ. Chưa. Ủa, tôi tưởng xong rồi. Cô vội vàng thế nhỉ? Chưa xong. Thôi tiếp đi. Mấy bước này mới quan trọng nè. Đó là bước tiếp theo. Cô sẽ nhấp vào cái bộ hồ sơ mà cô đang làm để kiểm tra và xác nhận rằng là các cái giấy tờ cô đã cung cấp đủ và đúng. Bây giờ mới quan trọng nè. Đó, cô sẽ nhấp vào cái nút là gửi đi. Rồi. Như thế là xong. Bây giờ mới xong. À, xong rồi hả? Đúng rồi. Ui, xong thiệt rồi nè. Tôi xong rồi ơi. Xong chưa cô chú? Xong rồi. Đó, cô chú thấy không? Đăng ký dịch vụ công trực tuyến có rất là nhiều cái thuận lợi. Đơn giản, nhanh chóng. Trong 24 trên 24 giờ, cô chú ngồi bất cứ nơi đâu, miễn điện thoại chúng ta có kết nối Internet là chúng ta đều đăng ký được hết cô chú à. Tiết kiệm được thời gian đi lại nè. Cô chú nè, tỉnh Bình Phước chúng ta có rất nhiều đồng bào dân tộc định cư và sinh sống. Vì vậy, chính quyền rất là quan tâm tới việc cải thiện, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Việc mà đăng ký dịch vụ công trực tuyến như thế này á, thuận lợi cho bà con mình lắm đó cô chú à. Mọi người có thể ngồi tại nhà mà thực hiện các thao tác hoàn thành các thủ tục dịch vụ công. Thậm chí hả, vừa nhanh, vừa gọn, vừa được công khai, minh bạch, tiết kiệm chi phí. Thậm chí hồ sơ kết quả được trả về tận nhà luôn đó. Chà, rành dơ à. Chứ sao tôi là công dân gương mẫu của Lộc Ninh mà bà. Tôi vui nè, huyện Lộc Ninh nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung đang trên con đường thực hiện chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện là chính phủ điện tử nè, hướng đến một chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số, góp phần đó, nâng cao chất lượng phục vụ cho nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân và các doanh nghiệp để đưa Bình Phước chúng ta ngày càng văn minh, giàu mạnh, hiện đại và nghĩa tình đấy cô chú ạ. Phía đây đó, quá là hay. Mà mọi người biết đó, tính tả vậy á. Sáng nào lo đài không phát đằng rầm mà bà có thể nghe đâu, mà nãy tôi đông đón tôi ngồi tôi ứa gan. Ủa sao không biết tôi không nghe? Ủa ứa gan thì đi mua thuốc bổ gan uống đi. Cô chú thì là chú đến. Đúng là sức mạnh của đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Nghe chưa nói? Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin. Tôi rất tâm đắc là vậy của bác. Dân vừa khéo thì việc gì cũng thành công. Tay nghe chân đi miệng nói tay làm, tay nghe chân đi miệng nói tay làm, tay nghe chân đi miệng nói tay làm.
đây tiểu phẩm của đơn vị huyện Lộc Ninh đến đây là kết thúc. Kính chúc quý ban tổ chức, ban giám khảo dồi dào sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp.